Dạ, kênh Bonsai Lục tỉnh miền Tây xin mến chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý cô chú trên kênh ha. Clip mới nhất hôm nay thì con mời quý cô chú mình ghé lại vườn của em Tuấn Anh, có địa chỉ tại phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ quý cô chú. Hôm nay thì em mới về một lô cây mới nữa, thì cũng cảm ơn quý chú cái clip vừa rồi ủng hộ cho em ha. Hôm nay thì có cây mới mình tiếp tục xem và giao lưu với em ha chú. Cây nào yêu thích thì mình ủng hộ tiếp tục cho em. Còn cảm ơn quý chú rất nhiều. Đó, trước mắt quý chú là một cây phượng nha quý chú. Cây này thì phượng mùa hè mình đó, phượng hoa phượng đỏ đó. Đây là một cái cây rất độc đáo luôn. Nó lắc lượng mà thân thì nó lũa nha, nó lũa, nó tự cuốn, nó tạo những cái đường nét rất khác biệt trên cây quý chú. Lũa bọng thân luôn, thấu thân luôn, rồi lũa phần nửa cũng có luôn. Nhưng mà nói chung là cây thì rất là khỏe luôn. Nó mà bệ đế cũng độc đáo luôn. Đây, rất là gọn luôn, rất là gọn và quái đẹp luôn. Nói chung là nó có nhiều cái điểm đây, lũa thấu thân, bọng thân vậy nè. Rồi nó cuốn vậy nè quý chú. Cây thì sức sống cực kỳ luôn. Đó, chút xíu em giới thiệu cho mình nha. Hôm nay thì mình cũng có ổi nè quý chú, ổi lê lùng lực ha, rồi sam hương, một số cây mai chiêu thủy, nguyệt quế, nói chung là cũng được một vài loại phong phú đa dạng để cho mình lựa chọn. Thì mời quý chú cùng gặp lại em Tuấn Anh ha. Rồi anh chào em. Dạ chào cô chú anh chị hôm nay tiếp tục tại vườn nhà em em có một số cây muốn giao lưu cùng cô chú anh chị mong cô chú anh chị yêu thích ủng hộ cho em. Nhớ đăng ký kênh để nhận những cái clip mới nhất. Dạ em xin cảm ơn ạ. Rồi trước khi vô clip nhắc số điện thoại cho mình. Dạ, số điện thoại của em là 0334 303 551, cũng là số Zalo. Rồi, đầu clip. Đầu clip là một cây lá cách ghép cây sâm hương, một cây vọng cách ghép sâm hương của chú. Dán trực cành rớt em ha. Dạ, cây này ghép được 4-5 năm hết rồi nghe cô chú. Cành rớt và nó chỉ có hai cái mặt cắt thôi chú, mà hai cái mặt cắt nó kéo rất tốt luôn. Đó thì cô chú thấy nè, cây liền lạc sạch sẽ ha, đế cũng khá lắm nha. Dạ. Đây. Đó, em quen vòng em đo chi tiết cho mình nha. Rồi. Cho anh cái thông số luôn em ơi. Ghép khá lâu nha cô chú, 4 chiều năm. Chiều cao cây là 83. Tán ngang của nó là 80. Dạ. Tán rộng là 39. Cái này sạch sẽ quá chú ơi. Quỳnh thân con đo trên này cho mình là 50. Rồi, quỳnh thân được 50. Dạ. Củ thì nó nở em ha. Dạ. Củ thì nó nở mình. Cái đế này khoảng 130 nghe cô chú. Dạ, đo hào hào vậy là 130. Con đo cái củ luôn cho mình. Ok, cái cổ à. Cổ này là 50, 52. Rồi, quay giúp anh vòng đế luôn em ơi. Đây cô chú, đế mà cây này là cái thân là cây vọng cách. Đó là cây khai thác thiên nhiên của chú, mà đế như vậy là cũng khá lắm rồi của chú ơi. Dòng này và đặc biệt nó kéo rất tốt em ha. Dạ. Đây cây rất là sạch luôn, mà cắt ở trên này của chú. Mà cắt này thì còn bằng ngón tay con này ha. Đó mà cắt rất to luôn. Còn rồi cái chồi ghép ngọn nha. Dạ. Cái chồi ghép ngọn của nó là 18 quành. 18 quành. Đây còn cái mặt cắt cái này thì khoảng 3-4 ngón tay mà. Dạ. Đó nhưng mà nó kéo vậy là quá tốt rồi nè của chú. Đây. Sam sành 01 em ha. 01. Đang kéo vô mạnh. Còn ở dưới này thì quý chú thấy vậy ha. Dạ, dưới này còn một ngón, một loại bích nha cô chú. Dạ. Còn thân thì sạch sẽ luôn. Rồi, cây này giá sao đây em ơi? Rồi, đầu tiên cây mã số 1 này con xin báo giá là 3 triệu con bao ship toàn quốc. 3 triệu em ha. Dạ, mấy cái chồi non này có khi con bấm cho nó gọn gọn vô ha, để nó dễ gãy cho cô chú. Con bó con gửi cho mình. Dạ. Nữa nó hàng sâm hương nó ra chồi nhiều lắm. Rồi mình đã nuôi cốt cành rồi chú à. Về mình nuôi chi dâm ha, mình cắt giật cho mịn màng là mình có cây đẹp chơi. Giá là 3 triệu bao ship toàn quốc. Dạ rồi con xuống cây. Dạ. Rồi, đổi giúp anh luôn ha. Cây dáng trực đẹp quá chú. Trực cành rất. Đế khá. Đây một cây nguyệt cũng khá là đẹp luôn. Cây này được nuôi cũng lâu rồi nè chú. Dạ. Cây này cái rộng này là mình về mình trồng nghiêng xuống chút xíu nó đẹp hơn nha cô chú anh chị. Đây. Đây cái lúc quấn là nó nghiêng như vậy á. Dạ. Hoặc là mình để như vậy cũng được, nhưng mà con thấy là nó trồng nghiêng xuống thì nó hợp nghiêng lý hơn. Nhẹ nhẹ thôi mà. Dạ. Là thấy hợp lý á. Đó, vậy. Tùy cô chú anh chị. Đây vậy cũng được đó đúng không? Dạ. Tùy ha, về mình thích nghiêng nghiêng chút xíu ha. Bye chút xíu nữa. Dạ, đế nở nghe cô chú. Đây. Đế này người ta đã sạc mà nó kéo mép hết trơn nè cô chú. Đây, nó kéo tốt. Đó. Cây hầu như là liền lạc. Nguyệt quế già. Những cái bắp người ta nuôi là bự hơn con tay cái hết rồi cô chú. Dạ. Rồi. Nó vẫn có một số mặt cắt nhưng mà nó kéo mép mạnh hết rồi, nó không bị tuột nữa nghe cô chú. Lấy ngọn khá ok heo chú. Lấy đúng ngọn luôn rồi. Chi cành thì đều đẹp hết trơn rồi. Dạ, con xin cho đầy đủ hết luôn. Chiều cao tổng nó là 85. Tán nha. Vị trí tán của nó là, để con coi là cái thước thôi.
93. 93 em ha. Dạ khá dài. Cây này cái chân bệ này của chú nó chạc vậy nè. Ngang của nó là 55. Chân bệ nhìn rất là đẹp. Bình thân vị trí trên này là 37. Rồi xếp xuống cái này cho mình chút nha. Xếp xuống cái này được 40 cô chú ơi. 40. Rồi con đo hết nguyên cái cũ luôn. Cái này là nguyên cái cũ luôn. Nó gọn ha. Cũ dạ. Gọn. Cũ này chắc nó khoảng ủa. Cũ này là khoảng 60 cô chú. 60 đây. Ha. Thước dày vậy đâu chú. Mình đo đo cái cũ à. Rồi. Thì nó cũng có những cái mặt cắt như em tiếng Anh dạ. Chỉ theo chú, nhưng mà nó kéo rất là tốt luôn. Nguyên quế mà kéo vậy là quá tốt luôn đó. Cây này người ta nuôi trong bồn đó cô chú anh chị. Rồi, một cây rộng rất là đẹp luôn ha. Rộng cành bay. Ngọn đồ này nó lấy đầy đủ hết trơn. Rồi, rồi, cây này giá như mã số 2 này cũng xin báo giá mình là 5 triệu con bao ship toàn quá. Thân thì nó lắc. Dạ, cây này đi đóng khung đóng kiện cái cước nó cao lắm nha cô chú anh chị. Dạ. Mình nếu mà mình ở gần á con dao xe máy được hoặc sao tải thì phải bớt cho mình chút chi phí. Đây cô chú mình lấy ngọn ha, lấy chi cành phong phía sau cũng khá ok. 5 triệu em ha. Dạ, 5 triệu ship toàn quốc. Ship toàn quốc ha. Trường hợp gần hơn thì mình sẽ có bớt ha dạ, em ha. Bớt chi phí. Còn là lại tại Cần Thơ mình lấy thì sẽ có giá giảm nha cô chú. Rồi, đổi dạ, qua luôn ha. Okay. Rồi. Tiếp tục luôn. Rồi, tiếp theo là mình tới mai chiếu thủy đi. Một cây mai chiếu thủy lá lớn. Rồi. Cây này cây thành phẩm già lâu năm nha cô chú. Hết dây. Hết dây ha. Dạ. Dạ, quái. Có bộ đế vậy nè cô chú. Dạ, nó nằm cái chậu này giờ nó cứng ghế luôn rồi. Rồi. Nhỏ thôi. Nhưng mà cái này thích hợp mình để bàn tại vì nó thành phẩm rồi. Mình chỉ cần việc cắt tỉa thôi. Không phải... Chiều cao tổng của nó là 40. Tán của nó là 38. Rộng là 25. Dạ. Hoành thân thì khoảng bằng con giò cái mình thôi nghe cô chú, mình khỏi đo đi. Đo cái bộ đế dưới này luôn. Bộ đế này tính mình 50 thôi. Chiều cao của cái bộ đế nôm là 20 cô chú ơi. Rồi. Cái này mình về mình tỉa lại mình vô cái chậu đẹp đẹp mình chơi. Dạ, không dây gì nữa chú cũng không mà cắt gì luôn nha. Nó liền bít hết trơn rồi. Dạ, cây mã số 3 này con xin báo giá là 1 triệu mốt, con cũng bao ship toàn quá. Cái này của chú vô một cái chậu đẹp á để bàn hết sảy. Đây, phô cái bộ rễ ra luôn. Đó, cứng nhắc luôn. Cứng luôn cái rễ nè cô chú. Mình về đó. mình mồi thêm một lớp nó cũng được cô chú. Phô luôn cái bộ rễ ra em ha. Dạ. Để trên bàn. Có hoa đẹp luôn chú. Mũ hoa này sao nó màu tím tím này là sao em? Dạ, cái này giống như nó bị mưa hay sao á, không gành nữa. À cái này. Dạ. Cái nụ này sao nó ra cái nụ nó ra vỏ màu tím. Tím tím nữa nè. À. Rồi. Giá là 1 triệu mốt, bao ship toàn quốc, cây mã số 3. Dạ, rồi, tiếp tục. Dạ rồi, còn xuống cây. Thay vô cái chậu gốm đẹp của chú, để trên bàn của nước trà. Tiếp theo là mã số 4, cũng là một cây mai chiếu thủy lá lớn, sumo lùng lực. Cây này khủng quá cho nên không phải lại gần gần. Này nó chỉ còn cái mặt sẹo bằng ngón tay bên này thôi cô chú. Dạ, mặt sẹo đang kéo tốt. Mấy cốc đùi 1, cốc 2 là lớn lắm rồi. Rất lùng nha cô chú, mặt dạ. Sẹo ở đây là kéo bít rồi nè. Đó. Sau này tương lai cây này mình thành phẩm khoảng chừng 6 7 phân tắt trở lại thôi cô chú. Chiều cao tổng nó hiện tại nó khoảng 6 phân. Đấy mấy cái thân này thôi, em còn cái thân này giùm anh thôi. Nhiều đây nè. Trời cái đoạn này nó chỉ có 3 phân thôi cô chú. 3 cm thôi cô chú ha. Thì này thì nó hơi khó đến đó, khó đo cái thân. Mình thân này tính mình 18 thôi. 18 ha. Dạ. Đế đều nghe cô chú, cây này cây sắp đế nha. Rồi đế, xe đế. Dạ. Đế đều hết. Quá lùng luôn, chỉ có 3 tấc thôi nha cô chú. Mà đã nuôi lâu ha, cái này nè, đây mặt cắt nè, kéo bít luôn rồi nè. Màu keo thôi ha, chứ da dạ, thì kéo bít rồi. Mà cắt này thì còn tí xíu à. Đó. Vậy mà cắt bên đây thì cũng đang kéo tốt đây. Nó có hai cái chi cành nó chặn rồi thì kiểu gì nó cũng vô nữa thôi của chú ơi. À. Cành phong thì mới lấy sau nè em ha. Dạ. Đó. Mình nuôi tiếp cành phong nó cho to chút ha chú. Rồi. Cây mã số 4 này con xin báo giá là 1 triệu 2, con cũng bao ship toàn quá. 1 triệu 2 em ha. Dạ. Dạ. Rồi, đổi dạ, với ban luôn ha. Okay. Rồi, tiếp theo là mã số 5, con có một cây mai chân dài. Mai vàng 5 cánh xưa của mình. Chân dài để bài. Dạ. Dạ. Này ngày xưa người ta trồng trong cái ống đó cô chú, giờ người ta khui ra mấy năm rồi, nó phô cái rễ rồi.
dễ lên cũng đều á cô chú. À, chiều cao tổng của nó là 70, cái bộ đế sổ nó là 35, mình thân nó trên này nhỏ hơn nghe cô chú, nhỏ hơn ngón tay mình nữa. Dạ rồi, bẻ cái thân quái rồi chú. Này, dạ, cái thân đó tôi bẻ thân quái nữa. Cái hoành thân ở dưới bộ đế này là 18 nghe cô chú. Đường lên dưới này, đường lên nhiều cây lắm. Cây này nằm chậu lâu rồi. Rồi nhiêu đây em ơi? Dạ cây này là cây mã số 5, cây mã số 5 con xin báo giá là 800k, con cũng bao ship toàn quốc luôn. Một cây mai vàng thích hợp mình để bàn nha cô chú ha. Dạ. Để bàn phô cái chân già này ra. Rất là độc đáo, mình về mình ghép cũng được ha, mình chơi nguyên thủy. Dạ. Rồi. 800. Cái này lát đát một vài hoa thôi ha, Tết mình đem vô bàn để ăn mứt rồi này nọ là hợp lý. Rồi tiếp tục luôn em ơi. Rồi tiếp theo là mã số 6, còn có một cây sọp đỏ đỏ. Cây nằm thực chậu, trong cái chậu tượng khá đẹp. Cây này người ta cắt giật nghe cô chú. Dạ. Ừ, một cái sọp đỏ dán đổ treo. Dạ. Đây còn cái phần rễ nó nằm trong này nữa nè cô chú. Đó. Chắc nó cứng ngắc ở trong này nha. Rồi, cứng ngắc luôn rồi. Cây này chắc rễ xuống tới đáy luôn rồi. Dạ. Tới rồi, đáy luôn. Rễ xuống tới đây luôn. Đây một cái tượng khá là vững chãi. Dạ. Đó, con cho thông số luôn. Cái chiều ngang xuống của cái cây là 30. Tán nó khoảng 18 nghe cô chú. Hoành thân nó thì bự hơn vào cái mình chút xíu. Cái chỗ này nó là 10, dưới này chắc có 12 á cô chú. Xếp đi hết trọn bộ này ha. Dạ, trọn bộ luôn. Nhiêu đây em? Dạ trọn bộ này là mã số 6, con xin báo giá là 1 triệu, con bóng bao ship toàn quốc luôn. 1 triệu của chú ha. Dạ bao ship toàn quốc luôn. Dạ cái tượng này không là hết 600 rồi nè cô chú. Cây dán đổ treo ha. Tượng này mua không là 600. Dạ cái tượng này không là 600 ngàn. Cây này khá liệt lạc sạch sẽ chú. Tính ra là cái cây nó có 400 thôi. Dạ còn tiền ship nữa. Dạ rồi con xuống cây luôn. Rồi hợp với cái dáng này luôn của chú. Dạ. À hợp với cái tượng này luôn. Mã số 6. Rồi, tiếp theo là mã số 7, con có một cây cóc gừng. Cây này thì nó không có đế cô chú. Nó chỉ suông thôi, con không có bư đế ra. Cóc rừng. Dạ, cái dáng nó rất là độc đáo luôn. Nó có hai cái chồi này, hình gì mình được cái hồi đó là người ta cái mặt cắt ngang đây. Dạ. Chú. Rồi thì nó liền à. Hình gì mình chảm mình ghép cóc thái cũng được nghe cô chú. Dạ. Cây này mình chơi nghiêng trồng nghiêng chút xíu nó cũng đẹp mà chuối nó cũng đẹp cô chú. Rồi, cây thì hầu như liền lạc hết. Chiều cao tổng nó chỉ nó là 26 thôi cô chú ơi. Hoành thân của nó là 34. Rồi, cây cóc gừng mã số 7 này con xin báo giá là 800k, con bao ship toàn quốc. 800, một cây cóc rừng gọn gàng ha cô chú. Dạ. Sạch sạch gọn. Đó. Không có đế nghe cô chú. Không có đế hả? Để cám không à. Vậy vậy thôi. Dạ, ha. Vậy thôi, thành ra con không có bư ra. Đó. Nó cũng xuống tới đây thì mình nhìn thấy cái đường cong. Dạ. Nó sẽ lộ rõ hơn. Xuống tới đây là xuống tới đất. Đó, đường cong nè. Rồi, 800 em ha. 800. Đây mã số 7. Đổi em ơi. 8 là cái chậu đi. Số này là số 8 là cái chậu đi. Cái chậu rồng Biên Hòa xưa. Chậu này chậu xây lớn nha cô chú. Dòng này thường thường nó cỡ 2 tấc thôi mà cái chậu này nó rất là to luôn. Dạ. Yeah. Cái mẫu này thường mình thấy nhỏ ha, nhưng dạ. Mà cái này thì nó lại lớn. Cái miệng nó tím rất là đẹp. Cũng luôn. Là sông Long Chanh Châu nha quý. Dạ. Chú. Rồng vẫy ha. Rồng vẽ rất là chi tiết luôn. Đây rồng vẫy. Đặc biệt là men rạng đó nghe cô chú. Rồng vẫy men rạng màu xanh. Xanh là xanh ngọc em ha. Dạ. Đây con quay cái đáy lên cho mình coi. Vậy một lỗ thoát nước gì chút thôi. Một lỗ. Rồi, chậu thì lành đẹp. À, con cho thông số luôn. Độ lòng 37, hũ bì 44. Chiều cao là 33. Chậu này cũng mỏng mà. Sâu lòng là 32. Dạ. Ở trong thì cũng là vậy em ha, sạch sẽ liền lạc ha. Sạch sẽ liền lạc, không nứt không tóc. Không nứt không tóc luôn. Dạ, đặc biệt nó như vậy. Rồi. Quay cho anh dòng nó đi em, sông Long trên trâu hay chú. À, rồng vẫy. À, men rạng. Chậu rồng mã số 8 này con xin báo giá là 1,7 triệu, con cũng bao ship toàn quốc. Cốt thì khá già em ha. Dạ. Cốt chậu già. Khá là đẹp. À, cũng không dày lắm chú, cũng vừa phải. Dạ, chậu này vừa. Nhưng mà cốt nó già. 1,7 triệu em ha. Dạ, 1,7 triệu bao ship toàn quốc. Bao ship toàn quốc luôn. Mã số 8. Mình nhìn thấy những cái này ở cái mẫu nhỏ hơn của chú, cái lớn lớn thì ít có thấy. Đó. Dạ rồi, con xuống cây. Rồng thì rất là rõ nét luôn ha. Dạ.
còn xuống cây trồng được. Rồi, đổi em ơi. Tới những cây ổi nha cô chú, những cây ổi đã được em nuôi thuần khá là khỏe. Mình nắm cái thân không lên được không em? Nắm cái thân không. Rồi, màu dòng này dòng ổi lê nha. Dòng này phải mười mấy năm rồi. Ổi lê ha. Dạ. À, đã thuần ra tượng mạnh theo chú. À, khi đi con bấm mấy cái tượng này con chừa mắt ngủ với mình nha cô chú. Chứ cái này là con bó giấy con gửi thôi. Mấy cây này là cây phôi không có đóng khung cũng kiện được. Cái chi phí nó cao lắm. Cây già cô chú à. Cây dạ. Khá già. Cây khá liền lạc, dốt ngọn, dáng cành hơi phóng. Rồi, con cho thông số luôn. Chiều cao tổng nó là 60 á. Vành dây vị trí này là 52. Bệ đế nó đường nổi đều luôn đi. Đường kính bầu khỏi đôi vành đế đi. Hết. Lấy đường hết kính bầu là 45. Rồi. Lấy đế hết bầu hết chú. Yeah. Đó, vậy nè. Cây thì liền lạc. Khá là già cây của chú. Ổi lê. Mình vừa chơi một cây bonsai cổ mà vừa có là một cây ăn trái luôn. Khi đi con bấm cái tay cành này con cho nó gọn vô con ship cho mình. Lên xù 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 vậy đó. Dạ, cây nó già. Cây này cây mã số 9. Nó tự bo luôn ha. Giờ mình xử lý mình khoét nó lại. Rồi mình xử lý keo. Rồi cây mã số 9 thì con xin báo giá là 1 triệu tư. Con cũng bao ship toàn quốc. 1 triệu tư. Dạ. Khá là nặng em ha. Dạ, cây này mấy chục ký. Cây này tiền ship nó cỡ 300 á cô chú anh chị. Rồi. Dạ rồi, con xuống cây luôn. Ra ngoài này em ha. Dạ, ra ngoài vườn. Mình tới cây này cây luôn phượng đi. Cây phượng luôn đi. Một cây hoa phượng. Cái này hoa là cây nhỏ nhà mình nha cô chú. Dạ. Nó nằm thần chậu nha cô chú. Dạ. Nằm chậu rồi nó nhổ ra. Ta nuôi sao mà nó bể bọng đã lắm cô chú. Đây nè, cái đường thân thì nó lắc lượn vậy nè, nó lắc từng khúc vậy nè. Còn và đó, đặc biệt cái củ đế dưới thì nó tròn, nó đặc, nó không có bè. Chiều cao tổng của nó khoảng 1m9 nha cô chú. Rồi, cao 1m9. Sẵn đây con đo cái cốt ngọn luôn cho mình coi. Cái cốt ngọn của nó là 37. Dạ. Mình thăng trên vị trí này là 75. Dạ. Nó xích dài vị trí với mình coi, dưới này là 88. Nguyên cái củ là nguyên cái bầu nó luôn á cô chú. Nguyên cái củ này hết thước dây, 1m5. 1m5 em ha. Dạ. 1m5 đều cho những cái củ bệ của nó nè. Nó kéo. Đây, và nó lũa người ta trồng sao mà dạ. Đó vậy nè. Lũa rồi nó tự cuốn lại em ha. Phía dưới này có một số cây chi tử này ha. Mình có thể làm thêm những cái cành tử ở dưới này của chú. Đây, nó lũa bọng thân luôn nha. Có dạ. Chỗ thì lũa một bên này nó kéo lại, gần cuốn gần lắp hết. Có chỗ thì lũa thấu thân, nhưng mà lũa thấu thân là nó tự cuốn lại vậy nè. Đây, còn chỗ trên này thì vậy nè. Hồi đó người ta cưa, người ta chặt sau mà nó cuốn vậy nè. Rồi bị sâu, bị ăn sâu vậy đó, ăn nửa vậy đó, nó vậy đó. Chung cây này nhìn quái lắm cô chú, nhìn ở ngoài quái. Đây nè, cây này nó cũng già cô chú. Con đi qua đây cho dạ. Mình xem nè. Lũa nó cuốn lại hết luôn đó. Phần gỗ này thì không có vấn đề gì chứ, tại vì nó cuốn tới đây rồi chú. Nó lũa mà nó cuốn vậy nè. Tại vì có mình em Tướng Anh ha, cho nên là cái chỗ thì nặng quá cho nên là cũng không có để ngoài trống được. Có gì không rõ cô chú kết bạn Zalo em quay chụp hoặc là em gọi trực tiếp cho mình xem lại nha. Đây, con quay cũng khá kỹ cho mình xem. Đó, nó cuốn rất là đã luôn. Đây, bọng thấu vậy nè, về khoét khoét mấy cái phần gỗ đó ra ha, chừa lại toàn bộ là những cái phần thịt mới, thịt còn lại đó. Nhìn cây này khá độc đáo á. Dạ, cây này là cây phượng mã số 10. Con xin báo giá là 6 triệu, con bao ship 200 cây. Cây này chỉ có đi xe tải thôi nha cô chú. 6 triệu. Dạ. Củ bệ rất là thích hợp để mình vô một cái chậu của chú ơi. Dạ, cây này nó nằm chậu rồi, mình hôm về mình thoải mái vô chậu nhỏ cô chú. 6 triệu, ship dạ, 200 cây. Dạ, cái này đi xe tải thôi. Không dạ. Có bó ship gì được cô chú. Cây phượng nha. Dạ rồi, tiếp tục em ơi. Dạ. Tiếp tục con giới thiệu cho mình một cây mai chiếu thủy nu gò công. À cái này hả? Dạ. Đây đây đây. Nu cây gò này công. Thì nó quá già nghe cô chú, đồ cổ luôn rồi. Nu gò công. Dạ. Nu gò công đây cô chú.
Cái nước nu của nó nhìn ở ngoài gai góc nhìn ghê lắm. Nó hình như nó cũng có lai lai nu giống như mặt khỉ vậy em ha. Lai lai mặt khỉ nè. Đây. Con cho thông số luôn đi. Một cây dáng trực. Cây này nó có đế luôn nha cô chú. Đế tự nhiên mà đế nó cũng đều. Đây hồi con đi qua bên kia cho mình xem nha. Bình thân mình tính mình là 52. 52. Cái cũ này cái cũ 52 nha. Còn trên này nó nhỏ hơn. Trên này là 43. Dạ. Chiều cao tổng của nó là 1m03. Đây, mặt này đây. Đang nuôi giật ngọn đồ này nọ ha. Tán ngang của nó là 50. Đây, nhìn kỹ giùm con nha cô chú. 50-25 nghe cô chú. Cây này cái tàn mới nuôi thôi cũng gọn. Em cũng bắt một số chi cành rồi sẵn nè cô chú. Cục này nè, dưới nè. Nó ghê lắm cô chú. Có cành phong mới sao nữa nè. Trên nè, ngọn nè. Ngọn thì mới làm, nó giật lại cái nữa nè. Nu thì nhìn ở ngoài đã ghê, dạ. Gai. Cây này là con ship, là con không có ship chậu nghe cô chú. Con bỏ chậu con ship thôi. Nó nặng lắm. Cục rồi đó. Cây cũng khá liên lạc em ha, dạ. Nhưng mà cắt cổ này nó kéo lại hết trơn rồi. Cốt ngọn nó gió rất là nhỏ luôn. Rồi cây nu gò công là giá sao đây? Rồi cây này mình xin báo giá là 6 triệu, con cũng bao ship toàn quá, không chậu. Rồi mình rút chậu ra mình, dạ, đóng kiện cho cô chú ha. Tay cành là con rút cho nó gọn gọn lên cô chú. Mấy cây cành nó cũng nhỏ nhỏ thôi, rút cho nó gọn là dễ ship. Giờ cô chú anh chị mình nuôi thêm giùm con. Đây là cây rút thì mình chỉ rút mấy nhánh này nào, dạ, cô chú. Cái này thì chừa lại cho mình nuôi tiếp chứ. Đây, rút nhẹ nhẹ mấy cái nhánh này thôi. Thật ra mình cái này mình kéo vô thì nó cũng gọn thôi chứ không có. Đây, dạ, nuôi. Ê, mã 10 đùng lên có những cái cục to lắm. Đùng khúc. Cây khá liền lạc. Già thì quá già. Rồi, tiếp tục em ha. Tiếp theo là mã 12, mình giới thiệu cây này cho mình đi. Cũng là một cây ổi lê. Rồi, ổi lê. Đây, cây này lùng lực quá cô chú. Dạ, thần, cây này đã thần hết rồi nghe cô chú. Vách đế này kia nở đều hết. Chiều cao tổng nó là 35. Dạ. Hoành vị trí này là 63. Rồi. Đế có đế bỏ hết. Khá đều em ha. Dạ. Chỉ cành đóng có hết nha cô chú. Đặc biệt là rất là sạch em ha. Rất là sạch cây, không bọng không lúa. Không bọng lúa. Rồi, để anh đi qua đây kìa. Chừng đế nó cắm đều chưa cô chú. Đế nè. Mình là cây mã 12. Lùng liền. Sống khỏe ha. Dạ. Rồi cây này giá sao đây? Cây mã chương 12 này con xin báo giá là 1,6 triệu. Con cũng bao ship toàn quá. Dạ, khi đi thì con cũng rút tay cành, con chừa mắt ngủ cho mình nha. Dạ. Rồi. Dạ. Tiếp theo là mã 13. Cũng một cây ổi lê. Cũng là lùng liền sạch cây. Lùng liền sạch. Mặt tiền chắc bên kia em ha. Dạ, để em đo đi rồi anh đi ra đó luôn cho cô chú mình xem cô chú ơi. Nó nguyên một bệ vậy nè, bệ dách liền ngang vậy nè. Mình thăng cái củ này là 68. Dạ. Nguyên một cái củ đặc luôn nha cô chú. Mấy cái này làm cây đằng đa quá đẹp. Chiều cao tổng của nó là 34. Tính cái thân nó lên hai cái thân chính nha cô chú. Cái thân chính của nó là hoành thân là 33. Cây này nó già, nó có gục nu luôn. Dạ. Để đi ra ngoài này thôi chú. Đây, mặt tiền nó nằm ở đây đây. Đó. Ổ lê nha cô chú, lùng liền lực ha, bể đẹp, không có bị mục lũa gì trơn em ha, bể dách đồ này nọ nói chung, dạ, là vững vàng, cái to. Đã ủ sống khỏe, ra gãy cám rất là nhiều. Mình ở gần gần đây, mình lấy về mình điểm dây luôn nha cô chú ơi, điểm mấy cái dây này là quá hợp lý luôn. Rồi cây này giá sao đây em? Cây này con xin báo giá là 1,7 triệu, con cũng bao ship toàn quá. 1,7 triệu. Dạ. Cái rồi. Còn gì nữa không? Dạ, cũng là cây cuối clip luôn. Cuối luôn ha. Dạ. Rồi, cuối clip con cũng xin chào cô chú anh chị. Cảm ơn luôn ạ. À. Dạ, hẹn gặp lại cô chú anh chị ha chú. Cô chú xem có yêu thích cây nào thì ủng hộ cho em Tuấn Anh ha. Em cũng có khá nhiều cây ăn trái độc đáo cô chú. Đây, một cây ổi khủng nữa nè. Cây này cũng đang dâm ủ sống khỏe nè. Chuẩn bị vô dây được rồi nè. Đó, cây này là ổi xưa. To, cổ. Rồi Lê Kỳ Ma nè ha. Lê Kỳ Ma hôm nay không, cái trái này nó nhỏ nhỏ, hôm nay cái trái này nó bự rồi nè. Đó. Lê Kim Ma.
Cây này từ mình chơi trái cực kỳ lâu, từ cái lúc mà nó ra trái cho tới chín rất là lâu, chín nó treo cũng lâu. Rồi con cảm ơn quý chú đã dành thời gian theo dõi, hẹn gặp lại quý chú anh chị những clip tiếp theo.